Làng Hoa hậu Việt mới đầu năm nhưng đã mở bát bằng chuỗi drama chiếm sóng cõi mạng. Mở màn là Hoa hậu Mai Phương, người bị lên án gay gắt sau nhiều hành động thiếu tinh tế. Cụ thể, trong đêm giao thừa, Mai Phương đã sử dụng đoạn nhạc khá nhạy cảm khi đăng tải story, làm làn sóng tranh cãi trở nên gay gắt. Trước đó, người đẹp cũng mất điểm khi vừa ngậm kẹo mút vừa nhảy. Loạt ồn ào của Mai Phương khiến không ít người hâm mộ quay lưng. Dù đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng bài viết dài dòng trên story có giới hạn 24 giờ của cô bị đánh giá là thiếu thành ý, chưa đi đúng trọng tâm là biết bản thân sai ở đâu để sửa chữa. Mai Phương còn bị số đông fan sắc đẹp cho rằng cần tức vương miện sau loạt hành động không xứng tầm hoa hậu của cô. Sau ồn ào của Mai Phương, cộng đồng fan sắc đẹp lại dậy sóng liên quan đến ồn ào của Hoa hậu Ngọc Châu. Chân Dài sinh năm 1994 là đại diện của Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe 2022. Cô được đánh giá là thí sinh hài hòa với các kỹ năng, tuy nhiên cô trắng tay tại cuộc thi lần này. Với sự nỗ lực và quyết tâm của mình, dù thất bại, người đẹp Tây Ninh vẫn là một trong những nàng hậu được yêu mến sau khi trở về nước. Đáng chú ý, mới đây tại các diễn đàn sắc đẹp truyền tay nhau kết quả học vấn của Ngọc Châu, fan beauty cho rằng đây là lý do chính khiến nàng hậu không có cơ hội tiến sâu tại Miss Universe. Khán giả còn có bằng chứng cho thấy Hoa hậu Ngọc Châu có tên trong danh sách sinh viên quá hạn đào tạo và được gia hạn từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Việc nàng hậu chưa tốt nghiệp đại học khiến nhiều người ngỡ ngàng, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng từ trước đến nay cô không thừa nhận mình là cử nhân hay đã tốt nghiệp đại học. Vấn đề này vẫn đang được tranh luận gay gắt tại các diễn đàn. Phía Ngọc Châu vẫn chưa chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh.